Đầu tiên là giữ nhà cửa thông thoáng, khô ráo, sáng sủa. Ma quỷ rất ưa thích những không gian tối tăm, ẩm thấp, bí khí, nơi âm khí có thể tích tụ dễ dàng. Hãy đảm bảo rằng nhà bạn không như thế. Hãy thường xuyên mở các cửa sổ để đón ánh sáng và thiết kế các cửa sao cho luồng khí có thể luân chuyển trong căn nhà một cách thuận lợi, uyển chuyển. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, đừng giữ quá nhiều vật dụng mà bạn không dùng đến. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các vong hồn cũng sẽ thích ám vào những đồ vật quen thuộc với bạn như chăn, giường, đệm, áo khoác, tủ lạnh, laptop, điện thoại, di động. Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân thường xuyên bị quỷ ám, hãy phơi chăn, đệm ra ngoài trời nắng thường xuyên. Ngoài ra, một số loại cây như đào, liễu và ngải cứu cũng có tác dụng trừ tà. 2. Giữ thân, tâm, trí khỏe mạnh. Tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ để giữ cơ thể khỏe mạnh. Ngủ đủ buổi đêm và thức dậy vào buổi sáng sớm để cơ thể bạn có thể hấp thụ khí dương. Tự phát triển thể năng lượng, tức công lực của mình bằng cách tập một số thứ đơn giản như đạt ma dịch cân kinh và suối nguồn tươi trẻ, thức thứ nhất. Giữ tâm trí ngay thẳng, lành mạnh. 3. Không si mê những vật vô tri, vô giác. Ma quỷ có thể hút năng lượng tình cảm của bạn qua các đồ vật trung gian. Vì vậy, đừng si mê những đồ vật vô tri, vô giác. Có một số trường hợp quỷ ám ở tất cả tượng Phật trong chùa Kim Liên, Tây Hồ, Hà Nội, ở một cái máy ảnh cơ của bạn tôi và trong một bộ bài tarot của rất nhiều người. Chúng đều là những đồ vật được con người dành cho nhiều tình cảm thái quá. Ở Nhật, người ta gọi trường hợp này là Tsukumogami, thần đồ vật, tức linh hồn yêu quái cư ngụ trong những đồ vật. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Khi bạn si mê một vật, bạn truyền vào đó một lượng lớn năng lượng tình cảm, tức là cắt vía của bạn ra để truyền vào một vật vô tri. Trong vài trường hợp hiếm, lượng vía của đồ vật đó sẽ dần tích tụ cho đến khi hình thành một ý chí độc lập, hoặc thậm chí là một linh hồn. Đó là cách thức ra đời của một số thần núi, thần đất, thần sông và cũng là nguyên lý mà các đạo sĩ thời xưa áp dụng để luyện bảo khí. Nhưng hầu hết, trong các trường hợp, lượng vía đó sẽ không đủ tích tụ nhiều để đồ vật thành tinh. Thường thì nó nhanh chóng bị một con vong nhập vào để chiếm dụng. Và chuyện ngu xuẩn tiếp diễn, ngày qua ngày, bạn cắt một phần vía quý báu của mình ra để nuôi mấy con ma ký sinh, kẻ tiếp tục nuôi dưỡng sự mê muội của bạn, để khai thác bạn như một con bò sữa. 4. Cẩn thận với những dụng cụ ma thuật. Gần đây, người ta mua qua, bán lại đủ những thứ dụng cụ ma thuật sặc sỡ lan nhăng như vật phẩm phong thủy, đá thanh tẩy, thảo dược, đá rune, bùa trừ tà, bài tarot. Trong thực tế, tuyệt đại đa số những người tham gia mua bán vốn mù tịt kiến thức huyền học. Có thể thấy rằng ở Việt Nam, hầu hết những người mua tarot không biết dùng bài, hầu hết những người mua vật phẩm phong thủy đều không biết gì về phong thủy và hầu hết những người mua thảo dược, thạch anh không biết gì về witchcraft. Số còn lại thường bị giới hạn trong kiến thức sách vở và các màn biểu diễn có tính phô trương. Hiện trạng này rất nguy hiểm vì người ta sở hữu các dụng cụ ma thuật mà không biết chút gì về những nguy cơ từ chúng. Trước tiên, cần lưu ý rằng tất cả những dụng cụ ma thuật kể trên đều là những vật chứa, truyền hoặc khuếch đại năng lượng của chúng ta. Bài tarot và các loại đá tinh thể rất thường xuyên bị vong ám vì lý do này. Ở phương Tây, những người sử dụng đá tinh thể phải học cách cảm nhận và sử dụng năng lượng cùng kỹ năng rửa và lập trình viên đá. Trong khi đó, những người mua đá ở Việt Nam thường không học gì cả. Họ đơn giản là mua đá về như một món trang sức giá rẻ và tin tưởng rằng nó sẽ mang lại may mắn về học hành, tiền bạc và tình yêu. Nhiều dụng cụ ma thuật như đá rune và tarot là những công cụ rất mạnh để lập trình thực tại thông qua ám thị tâm trí con người. Nếu bạn không có đủ kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh để làm chủ chúng, những thế lực của cõi âm sẽ tận dụng chúng để biến bạn thành bò sữa. Không đáng ngạc nhiên khi có nhiều người bị tâm thần, rối loạn giới tính hoặc sở hơi sau một thời gian tiếp xúc với các dụng cụ ma thuật. Ngoài ra, trong thực tế, hầu hết các đạo bùa trừ tà thường gặp vốn có bản chất là bùa gọi âm binh. Thầy cúng đưa bùa cho bạn, bùa này sẽ gọi âm binh của thầy đến để giúp bạn cạnh nhà. Vấn đề nảy sinh khi âm binh là những con quỷ không tử tế
hoặc bản thân ông thầy không tử tế. Thế là dù việc trừ tà có diễn ra thật hay không, thì nhà bạn cũng lúc nhúc đầy quỷ. Tóm lại, trừ phi bạn thật sự muốn dành cả đời để theo đuổi huyền học, đã tự trang bị những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng căn bản và đã sẵn sàng để trả giá. Đừng bao giờ phí tiền để rước về nhà những dụng cụ nêu trên. Chỉ cần có thêm một chút hiểu biết, bạn sẽ thấy chúng vô dụng và phù phiếm thế nào. Thạch anh trắng thực ra chỉ có công dụng thanh tẩy tương đương muối trắng. Những vật phẩm phong thủy thường kém hữu dụng hơn vài nét bút vẽ trên sàn nhà, cái gương hoặc trên cánh cửa. Và nếu bạn chịu im lặng để lắng nghe nội tâm mình lên tiếng, bạn sẽ thấy bài tarot không đáng hữu dụng. 5. Cẩn thận với các vị thần. Không có vị thần nào giúp đỡ bạn miễn phí, thường thì có hai trường hợp. 1. Họ giúp bạn sử dụng đức phúc của mình một cách hiệu quả để đạt được mong muốn mà bạn cầu xin. Trong trường hợp đó, ngoài năng lượng hút từ đồ tế lễ, họ cũng giữ lại một phần phúc đức của bạn để làm chi phí cho dịch vụ này. Vì vậy, nếu bạn không muốn mình bị tước đoạt ý chí tự do và trở thành cu li cho kẻ khác, đừng bao giờ xin xỏ quyền lợi vật chất từ các vị thần. Bán khoán mình hoặc người thân cho họ là điều cần hết sức tránh. Nếu bạn đã bị bán khoán, hãy đề nghị phụ huynh đi chuộc lại. Nhớ rằng bạn không cần vị thần nào giúp đỡ hết. Bên trong bạn, vị thần mạnh nhất vẫn đang đợi bạn tìm ra. Hãy tự biết mình sống lạc quan, yêu đời và năng động, luôn giúp đỡ người khác, rồi mọi may mắn sẽ tìm đến bạn vào lúc bất ngờ. 6. Cẩn thận với việc tụ tập tâm linh. Nếu bạn chủ động bước đi trên con đường tâm linh, thì dù chọn theo phương pháp tu tập nào, bạn cũng sẽ nhiều lần phải đối mặt với bóng tối. Vì vậy, hãy chọn một người hướng dẫn và hệ thống tu một cách cẩn thận. Có ít nhất 2 điểm mà bạn cần lưu tâm. Hãy cẩn thận với ham muốn quyền năng của mình. Về bản chất, những quyền năng tâm linh cũng chẳng có giá trị gì lớn hơn và chẳng có đáng tự hào so với tiền tài, danh vọng hay quyền lực chính trị. Khi bạn si mê chúng, bạn sẽ đánh mất bản thân và trở thành nô lệ của những lực lượng bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng thông qua chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có được một sự chuẩn bị cho tháng cô hồn sắp tới đầy bình an và may mắn. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.